cao thủ Bùi Tiến Dũng, Trần Bảo Toàn trọng đại vào sân. Cũng đã rời sân. Đếm bóng, không vào. Đó là Bảo Toàn, cầu thủ mới vào sân. Chúng ta xem lại pha đệm bóng của Bảo Toàn. Một tình huống. Ném biên cho U23 Myanmar. Bảo Toàn. Không thể tìm ra sự liên lạc. Muradian. Rất nhịp nhàng, thanh thịnh. Toàn. Tiến Linh. Không vào. Của Bảo Toàn. Cầu thủ của Thang Quảng Ninh Viết Thiều đã rời sân. Đối mặt, chút bóng, không vào. Chút nữa là tỷ số được đưa lên 3-0. Cơ hội dành cho Trần Bảo Toàn, cầu thủ của Anh Gia Lai. Tình huống đúng đúng của trung vệ Yao. Bảo Toàn. Và như vậy là ông trọng tài người Thái Lan xin